Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả bức xúc vì công khai vòi quà, thái độ khó chịu ra mặt khi đăng đàn của ít lòng vòng. Là nhân tố gây cười trong 2 ngày 1 đêm hành trình rực rỡ, nên Lê Dương Bảo Lâm ngày càng được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nam diễn viên liên tục vướng tranh cãi vì hành động lợi dụng khán giả. Tranh cãi vì đề nghị Puka kiếm tiền từ việc PK trên livestream còn chưa nguôi, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục dính vào chỉ trích vì đăng đàn vòi quà khán giả. Mọi chuyện xuất phát từ việc cách đây 2 ngày, nam diễn viên có chuyến công tác tại Đồng Tháp. Trước khi lộ diện, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên chỉ nhận về đồ chơi bằng bóng và một hộp trái cốc gọt sẵn. Thay vì cảm ơn vì những món quà nhỏ từ khán giả, thì Lê Dương Bảo Lâm lại đăng bức ảnh biểu cảm khuôn mặt cọc kèm status lời lẽ thiếu tế nhị. Hành động của Lê Dương Bảo Lâm vướng tranh cãi dữ dội, đa phần đều không đồng tình với việc nam diễn viên ngày càng vượt quá giới hạn trò đùa đến mức công khai đòi quà khán giả. Không chỉ thế, việc nam diễn viên thể hiện thái độ không hài lòng khi nhận về những món đồ giá trị thấp cũng khiến nhiều người ngao ngán. Ai cũng biết Lê Dương Bảo Lâm hay đùa, có khi đây chỉ là một tiểu phẩm để tương tác với khán giả. Thế nhưng nam diễn viên ngày càng lố, thiếu tinh tế, đã khiến hình ảnh nghệ sĩ phần nào bị ảnh hưởng tiêu cực trong mắt công chúng. Sau hàng loạt sự việc liên tiếp gần đây, đã đến lúc Lê Dương Bảo Lâm nên nghiêm túc hơn trong việc làm nghề cũng như phát ngôn trên mạng xã hội. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.